Về với thủ đô kháng chiến hôm nay là về với những câu chuyện đổi mới đang được mỗi địa phương, mỗi người dân Định Hóa nỗ lực từng ngày vì mục tiêu xây dựng Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới. Xuất phát từ ý tưởng của đồng chí Nông Thị Phương Sao, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dương về một con đường tranh bích họa để tô điểm cho nông thôn ở xã nhà. Con đường tranh đã được thực hiện cùng với sự chung tay của đoàn viên, thanh niên và nguồn xã hội hóa. Với mong muốn là xã Tân Dương có điểm nhấn, điểm nổi bật trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thì với vai trò trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo, tôi cũng đã hình thành ý tưởng về con đường tranh bích họa với mục đích làm đẹp không gian sống và làm đẹp hơn những cung đường của xã, của xóm. Để thực hiện được cái ý tưởng này thì cái nguồn kinh phí là dựa trên cái kinh phí xã hội hóa, vận động từ cán bộ công chức của xã, từ các hội viên, đoàn viên và nhân dân. Và bên cạnh đó thì còn có được sự ủng hộ của một số đơn vị doanh nghiệp. Những bức tranh lớn ở hai bên đường vào xóm Tân Tiến 4 đã làm cho con đường trở nên sạch đẹp hẳn lên so với trước đây. Người dân nơi đây phấn khởi đặt tên là con đường tranh bích họa. Tuy không phải là những họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng những đoàn viên nơi đây đã vẽ nên những bức tranh sinh động về quê hương đất nước cùng các phong trào thi đua yêu nước. Là đoàn viên của xã, cái thứ hai là cũng là người của địa phương thì cũng có một chút năng khiếu về nghệ thuật, thì cũng được bên đoàn này cũng nhờ để vẽ những bức tranh để tô đẹp cho con đường của nông thôn, thì cũng rất là vui và cũng chung tay góp sức với đoàn viên thanh niên để vẽ những bức tranh về quê hương và các địa danh của đất nước để tô đẹp cho con đường và xã. Sau một tháng triển khai, 30 bức tranh đã hoàn thiện, điểm tô những sắc màu tươi mới, tạo nên không khí phấn khởi, không chỉ riêng với xóm Tân Tiến 4, nơi con đường tranh đi qua, mà với bà con cả nhân dân địa phương của xã Tân Dương. Có những bức tranh họa này thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, tức là mạo diện là nông thôn đổi mới, là tượng trưng cho cái phong cảnh làng quê mà được phát triển kinh tế và nông thôn đổi mới thì có đường làng ngõ xóm, tức là phong quang sạch đẹp và đời sống của nhân dân là ngày càng ấm no phát triển. Sau khi có những bức tranh này thì thật sự là bà con nhân dân đã nhận rõ về cái ý thức, tức là nông thôn đổi mới bây giờ là toàn diện. Khi đi qua tuyến đường này thì thấy được là một không gian mới, như là một sức sống mới. Nói chung là khi đi qua tuyến đường này là mang lại một cảm giác nó rất là vui vẻ và sống động, vui tươi phấn khởi khi mà đi qua tuyến đường này, thì đã nhận được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của bà con nhân dân. Còn đường tranh bích họa đã phần nào tô điểm cho bức tranh nông thôn ở xã miền núi Tân Dương có thêm nhiều sắc màu độc đáo. Phong cảnh mới đã giúp lan tỏa niềm vui, động viên nhân dân phấn khởi, tiếp sức cho quá trình xây dựng nông thôn mới và vun bồi bản sắc quê hương thêm tươi đẹp. Em thấy rằng là cái hoạt động này rất là bổ ích. Hơn thế nữa là mình trực tiếp là mình gọi là giống như là mình tô thêm, từ bàn tay của mình tô thêm những cái nét đẹp của quê hương. Thì là em thấy là chỉ mong sao là với cái sự đóng góp nho nhỏ của mình thì sẽ thay đổi được một phần nào đó của quê hương mình. Thứ nhất là về cảnh quan, thứ hai là về môi trường và thứ ba là để nhắc nhở mọi người về ý thức trách nhiệm về những vấn đề về môi trường và cái cảnh quan tại địa phương mình. Sau khi hoàn thiện 30 bức tranh này, xã Tân Dương đang tiếp tục triển khai vẽ thêm khoảng 180 mét vuông tranh để nối dài và hoàn thiện con đường tranh bích họa với đầy đủ sắc màu nông thôn mới.